chân tờ lịch kề quy mà nề đi về rát thề cha gà mê ta ru a na gà nề ghê a quát thần hí khép tề phục mà cha giang tu đề hoa cha la a la vi sa mê dắt kha gàng tháp a na gà đi thang ta sẵn đi kề dân mu hi wa ra wa cha nàng sa ta wo mê sunan tu dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta dhamma savana kalo ayam padanta uttaratana panama namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa tisaranena buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyam vedi buddham saranam gacchami dutiyam vedi dhammam saranam gacchami dutiyam vedi sangham saranam gacchami tatiyam vedi buddham saranam gacchami tatiyam vedi dhammam saranam gacchami tatiyam vedi sangham saranam gacchami pancha silani panati patam viramani sikkhapadam samadhiyami ahinadana viramani sikkhapadam samadhiyami kame sumicchacara viramani sikkhapadam samadhiyami musavada viramani sikkhapadam samadhiyami surame rayamacchapadattana viramani sikkhapadam samadhiyami. Dhamma dasana ya janagatha Brahma jaloka thipati sampati katachali ajivaram ayajatha satitha satta parajakajatika desetu dhammam anukambimam pacham sathamma perim Viyanacacayam sutamcadantam abhidhammacammam nakotayanto chatusacadantam babbodhaye parisayamacce evam sambhate rahma bhagavantam ayacattha tunnipavena tambuddho karuneya divasayatana uthaya adena miyatayam tato gato bancha vajyayo naiye avantaye sikhamato tato bapu tisambuto anuna dhammadesanam Makha wasari deshe si satanam akasikakam tena sadhu ayo pante deshe tu amma desanam tapadita parishaya
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Bổn Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học sự soạn giảng các bài giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe và sự an vui cùng mọi thành tựu viên mãn cho thầy Hoàng Đạo. Tham dự trước lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các thiện bạn hữu trong room để duy trì lớp học cho đến ngày hôm nay. Cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả chúng ta. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 1 năm 2021, là tiết học thứ 107 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Lần trước đã học hết từ cảnh khổ sang cảnh khác, cảnh khổ khác. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho tất cả có một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Tha Ya. Rồi, thân chào tất cả quý vị. Rồi, vừa rồi mình học xong cái phần lộ tâm tục sinh rồi quý vị ha, xong hết rồi. Xong hết chưa? Giờ mình qua phần mới, như bữa nay học phần bài mới mà. Vui sang cánh vui luôn ha, và trong ha. Rồi, để khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawang tăng apiwa de mi svakato phagawata thammo thammang namasami Sabbatibhanno bhagavato savakasangho sangham namami Samma sambuddhamatulang sasatthamma ganuttamang abhivadipasissang abhidhammasanggahang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và chúng giáo hội chúng tăng cao quý. Tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya. Rồi, hôm nay chương trình chúng ta cũng vẫn như cũ ha. Trước khi hay vào học thì đọc Pali trước, rồi sau đó thì đọc lại cái bài cũ tuần rồi, rồi mình đi vào bài mới. Rồi, giờ xin mời quý vị cùng nhau quan hỷ lên đọc Pali nha. Nam mô Bụt Tha Ya. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Các bạn xin đọc bài. Mano do re vi thí chích cấp báo quát tí na vô tiến định tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano do re ba nấy giá đi vi phù tam ma làm ba năng a ba tham a gát cha tí ta tổ ba rằng ba hoàng giá cha la na ma nô đò ra quách cha na cha qua na qua xà nê ta đà ram ma na ba ca ní ba quát tàn tí ta tổ ba rằng ba hoàng giá ba tổ a quý phù tề ba na làm ba na nê cha qua na
Quá xa này phá hoàng giá ba tô quá hồ tí nát thí ta đà làm ba nấp ba đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá quanh giá dao động, ý môn hướng tâm và chá quanh ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh giá, sau khi luồn chá quanh ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thí chích ta ní tri nê quá chích túp ba đa đá xê rí ta quýt tha rê ná bá nét thê cá chát ta lý xá quý phà quá dê á giá mét thá ba rít ta chá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quan ná phụ. Xin hết. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Ông Phúc xin đọc đoạn 1. Appana quỳ thí chít tất phá quách trí na vô. Tiến trình tâm an chỉ. Đoạn 1. Appana chawana wa re pana quý phù ta quý phù ta phê đồ nát thí ta thà ta đà làm bá nấp bà đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của chawana app Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nhà na sam ba yut ta ca ma wa cha ra cha wa nam at tha na an nya ta ra min ba ti ri kam mu pa pa cha ra nu lo ma Gô tra phù na mê na cha tức khá tầm tích khá tầm mê quá và giáp thà ca mạng u bát tích cho tòa ni rút thề ta đa nặng ta ra mê quá giáp thà ra mạng cha tức thăng bành cha mạng và cha phì sát tí ma ha gấp ta lô cút ta ra cha quá nề xú nhất thà phi nì hà ra quá xề nát dần kính trí cha quá nằm áp ba nà quỳ thi mồ ta rí tí ta tổ ba rằng áp ba nà quá xà nề pha quanh cá bà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chặt tâm chuẩn bị Parikamma cận hành, Upachara thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh, Vajrapu tức khắc sau khi những chặt tâm này chấm dứt trong chặt thứ tư hay thứ năm tùy theo tùy trường hợp bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Ông cũng đã đọc xong đoạn kế tiếp.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ. Ủa, Trông Nguyễn không nghe được à? Dạ, 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 cảm ơn đạo tràng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Xin đọc tiếp. Tathāso mana sasahagata cawana nanta rang apana biso mana sasahagata wabatikan kitab ba ubekha sahagata cawana nanta rang ubekha sahagata watatha bikusala cawana nanta rang kusala cawana cewaheti meng cawalat Tajama bê tí kriya cha qua nà nàn ta rằng Kriya cha qua nàn arahata pha lành cha áp bê tí. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná áp bá na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná áp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná áp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn. Sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoá tình sa su kha bùn nhàm hà đoà đa sổ bách kha cà ba rằng su khi tắc kri gia tổ a tha cha sam phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề túc cắt liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả, và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bhutthu cha na sa na sách khả năng ca ma bồn nhà ti hệ tu tổ ti hệ tu ca ma kriya tổ quy ta ra ga năng áp ba na ayamet tham a no đoà re quy chi tap ba qua tina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả áp bá na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, kính cảm ơn thầy, cảm ơn Đông Triều đã bốt bài. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời vị kế tiếp. À, dạ con Đông Triệu xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Mano dore vi thi citta pavatti nayo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano dore panaya di vi phù tama lam mana a ba tham a gat chati tato ba rằng sau hoàn giác chalana mano đoà ra vát chana chawana vassa ne ta đà ram mana pa ca ni pa vát tan ti ta tổ ba rằng sau hoàn giác pa tổ
A quy phụ tề ba nà làm ba nè cha wa nè wa sa nè ba hoàn gia bà tổ wa hồ tí nát thi ta đà làm ba nứt bà đồ tí. Trong lý môn khi mọc có tự sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát đi chậm ba hoàn gia dao động ý môn hướng tâm và cha wa nà chấm dứt, sau đó chuyển biến tạo ba hoàn gia. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chuyển biến vào áo quanh giá sau khi chuồng cháu anh á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Bích thí chích tà ni tì nề quá chích tức bà đà đá sề vi tà. Bích thà rề nó phá nét thề cá chách tà lì sá quý bà quá dề. Ayamet tha bà bích ta cháu anh á hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quán á phụ. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Thầy kêu dạ con xin nào chí chích tách tao áp tí ná dồ tiến trình tâm ăn chỉ. Áp ta nà cháu quá ná hoà quý phù tà quý phù tá phề đồ náp thí. Ta đà làm ta lúc tà đồ giá. Trong phương cách diễn tiến của cháu quá ná áp ta nà tuyệt đối không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cũng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ta yut ta cà mà quá cha ra cha quá nà nàng. Áp nha ta ra nhìn ta cầm mút ta trà là lồ má gồ tra phù nà mè. Mè na chát tức tích khắp tu mè quá quà giá thắc cà măng út tách chi tòa ni hút thê. Ni rút thề ta đã nằm ta ra mề quá giá thà ra hằng cháu thằng tành cha mằng quà cháu vì sa ta lộ cút ta ra cha quà quá mề xú giá thà phì mì hà ra quá xề na dặn kình chí cha quá nằng ấp ta nà hùi chí mộ ta tí ta tổ ta rằng ấp ta nà quá xà mề ta hoàng gấp ta tổ hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tâm cháu quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến, khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm, chuẩn bị tới cam má, cận hành upachara, thuận thứ anuloma và chuyển tánh vô trá phù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm cháu quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc xong ạ. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp ạ. Con xin xuống mic xin nhìn cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Tham Thầy Dạ. Nguyên như con xin kính lễ thầy kinh. Dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Tát tha sô ma na sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng ấp pa na pi sô ma na sa sa ha ga ta wa pa ti can khi ta pa Ubekha sahagata chawana nanta rằng Ubekha sahagata watattha bikusala chawana nanta rằng kusala chawana chê wahatthi man chafalat tayamappe tikriya chawana nanta rằng kriya chawana arahat tafalan cha appati. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỷ, một cha quá ná ấp ba nà,
sát na định, với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chát quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chát quá ná ấp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chát quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một chát quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chát quá ná hành sẽ có một chát quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Dạ, cái này con đọc xong chưa thầy, hay là con đọc tiếp vậy thầy? Toát tình xá xuất khắp buồn nhằn hà tòa đá sổ bác khá cà bá rằng xu khí tác quý giá tù át thá chá xâm phòn tí út bác khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc ngũ thiền a la hán quả. Bhutut chana nasekha nang kama punya tí hề tú tô tí hề tú ka ma kri yá tô quý tá ra gà nang ấp bá nà ayamet thamano đoà rề quỳ thí chích tá bá vách tí ná dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, sê khá tâm quả ấp bá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, xin cảm ơn em Đồng Triều Boss Bài và con kính tri ân thầy. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. À. Dạ con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài
Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ, con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Mano đoà rê quỳ thí chí táp bá quá tí ná dô. Tâm khởi xuyên qua ý môn. Mano đoà rê bá ná phụ mà làm bá năng. À bà thầm à gác chá tí tá tổ bá răng phá hoành gá chá lá ná mano đoà quá chá ná chá quá nà quá xà nê. Ta đà rằm ma na pa ka ni pa wa tan ti ta to pa rằng pha wan ga pa to a wi phu te pa na lam pa ne cha wa na wa sa ne pha wa ho ti nát thi ta đà lam pa nuk pa đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thí chít tà ní tì nề quá chít tốt bà đà đá xê rí tà. Vittha re na pa net thệ ca chát tà lì sa quý phà quá dì. Ayamet tha pa rít ta cha wa na wa ru. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha wa na phụ. Đông ạ. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã có giải khai con sửa giùm con xin phép được xuống mic. Con kính dân mic lại cho lớp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai. Rồi chắc Tuấn Tuấn chắc nó kẹt gì nó không biết cái lên được rồi. Cái gì có nghe không? Alo, 1 2 3. Alo. Rồi nghe ha, ok. À cái này có Quanh Joy vô học ha. À, vô lớp này ngang vậy vô chắc nghe cũng mệt nghỉ ha. Không biết nghe sao. Giờ kệ cái ngồi mình học được nhiều mình học nghe được nào nghe à, Quanh cố gắng cứ thoải mái rồi qua những cái room khác à, room Nguyên Như Kỳ Viên hay là room Phật Giáo Nam Truyền để mình học được nhiều cái học tại vì lớp này đi cũng mấy năm rồi. Rồi chạy ra rồi chị phát nói chạy ra rồi lớp mình học lâu quá rồi giờ mới đầu tiên vô chắc chị thua thì cũng không biết làm sao. Bây giờ mời anh Phúc hả? Anh Phúc lên đọc cái bài từ rồi hả? Để mình đi tiếp thêm bài mới. Triều post theo ha. Chậm chậm mà post theo. Alo, ủa, Tiểu anh Phúc nói Tiểu được rồi. Alo, quý vị có nghe không? Alo. Đứng biết hả? Rồi, ok, rồi vô lên đọc cái bài từ trước chút xíu đi, rồi học tiếp. Rồi, mời anh Phúc nha.
Alo, chắc bị kẹt gì rồi hả? Thôi mày mời cô Nhung đi ha, Kim Nhung gì đó lên đọc đi. À, quanh nói vô lại à, cứ từ từ ha, cứ nghe từ từ tính sao, cứ theo học được nhiêu hay nhiêu ha, đừng có ngại gì đó. Trong đây nếu không hiểu gì đó thì cứ cần tài liệu gì đó là nói quý vị hôm nay gửi bài cho coi trước. Rồi mời cô Dung lên đọc đi ha, bên kia kẹt máy rồi luôn rồi. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, cảm ơn chị Phúng. Dạ, bài ngày 10 tháng 1 năm 21, phần thứ hai, cảnh khổ sang cảnh khổ. Ôi, sao con nghe thấy bị dội âm ạ? Dạ, sao con nghe bị dội âm thưa thầy? Dạ, kính thưa thầy. Dạ, không biết có nghe rõ không thưa thầy? Thưa cả lớp. Dạ, cảm ơn lời. Phần thứ hai, cảnh khổ sang cảnh khổ. Từ cảnh khổ này sang cảnh khổ khác. Do nghiệp quá nặng. Dạ, lại cũng bị dội âm. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, xin nhường cho bạn khác ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khaya. Dạ thưa thầy, để con đọc bài lại. Bài này là ngày 10 tháng Giêng năm 2021. Cảnh khổ sanh cảnh khổ. Từ cảnh khổ này sang cảnh sanh sang cảnh khổ khác do nghiệp quá nặng, tích lũy quá nhiều ác nghiệp. Địa ngục sanh qua ngạ quỷ sanh qua thú. Từ thú sanh qua ngạ quỷ hoặc là từ ngạ quỷ sanh qua địa ngục. Nếu là cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn trong thời cận tử. Chúng sanh này tử cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ, nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử. Dạ con xin đọc lại. Nếu là cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở ý môn trong thời cận tử, chúng sanh này tử cảnh quá khứ, tục sanh cảnh quá khứ. Nếu cảnh thú tướng xuất hiện ở ý môn của lộ cận tử, sẽ là tử hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Nếu cảnh nghiệp tướng xuất hiện ở một trong năm môn của lộ cận tử, thì sẽ là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại, hoặc tục sinh cảnh quá khứ nếu cảnh đồng diệt với tâm tử. Ba, từ cảnh khổ sanh cảnh vui. Đang ở khổ cảnh tạo thiện nghiệp, khi lâm chung cảnh nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng thiện làm thành cảnh cho lộ cận tử với động lực thiện dục giới. Cảnh vui sanh cảnh vui. Có hai loại thiện nghiệp, dục giới và đáo đại. Dục giới có ba cảnh, nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng, đáo đại, chỉ có một cảnh nghiệp tướng thời cận tử. Người lâm chung có thiện nghiệp dục giới. Cảnh nghiệp hoặc cảnh nghiệp tướng nơi ý môn, tử tâm sanh lên rồi diệt đi,
tâm tục sinh hiện khởi, nhận lấy cảnh nghiệp hoặc nghiệp tướng, tái sanh về cảnh vô dục giới vì bị dẫn dắt bởi sức mạnh phiền não do cấu quế trừ. Đây là tử tâm cảnh quá khứ, tục sinh cảnh quá khứ. Khi cảnh nghiệp tướng phát sanh tại một trong năm môn, chúng sanh ấy tử cảnh hiện tại và tục sinh cảnh hiện tại. Khi cảnh thú tướng, nhàn cảnh như thai bào, người mẹ, hoa viên nơi thiên cung, cung điện, cây như ý, vân vân xuất hiện nơi ý môn, chúng sanh này tử sinh cảnh hiện tại và tái sinh cảnh hiện tại. Phải gọi là chúng sanh này tử cảnh hiện tại, tái sinh cảnh hiện tại nha ông Triều. Người lâm chung có thiện nghiệp đáo đại, người tích lũy thiện nghiệp đáo đại, lộ cận tử không có na cảnh. Trong lộ cận tử chỉ có cảnh nghiệp tướng liên quan đến thiền án xứ như đất nước lửa gió. Có hai loại cảnh nghiệp tướng trong trường hợp này. A. Cảnh nghiệp tướng là quan tướng chế định đối với thiện sắc giới và hai loại thiện vô sắc giới, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Chúng sanh này tử cảnh quá khứ, tục sinh cảnh khó định rõ, có thể là cảnh chế định của thiền. B nhỏ, cảnh nghiệp tướng là quan tướng chân đế đối với thiện thức vô biên và thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ. Chúng sanh này có tử tâm cảnh quá khứ, tục sanh cảnh quá khứ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, thưa con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Rồi, chào hết, chào hết. Cảm ơn Nguyên Dư. Hôm nay con dùng máy bị dội. Cái này là eco từ cảnh giới chư thiên dội xuống. Còn bị giỏi không? Alo. Nay con Dung còn bị giỏi không? Con Dung bị giỏi, cô Châu bị chập chờn. Giỏi chập chờn. Chắc cái bên đây ở đường truyền nó bị gì rồi. Ở Việt Nam bị gì rồi. Còn không á, cô Dung với lại Châu lấy cái máy ra lấy dòi xịt. Lấy dòi xịt cho nó cái máy nó sạch nha, hết việc eco rồi. Rồi nghe được chưa? Alo quý vị nghe lại ok chưa? 1 2 3 4. Ok, nghe ok ha. Rồi, ok, giờ bắt đầu mình vào qua Triều nghe rõ không? Triều nó mất tiêu rồi. Chủ sĩ hôm nay sao rồi? Chủ sĩ hôm nay có ghi bài được không? Nó mất tiêu chạy ra nữa rồi. Rồi xong luôn. Hôm nay lộn xộn rồi. Người bị dập chờ, người bị mất sóng, người bị eco. Đủ thứ cái trời. Rồi giờ ghi được bài được chưa? Nghe được chưa? Nghe rõ chưa? Alo 1, 2, 3. Nghe được rồi ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình vô học cái phần lộ nhập niết bàn hay là viên tịch, lộ nhập niết bàn hoặc viên tịch. Lộ nhập niết bàn viên tịch. Bari niết bà nó chích cái quỳ thí. Lộ nhập niết bàn cái mở ngoặc trong đây chữ viên tịch đóng ngoặc lại. Ghi chữ Bali Bari niết bà nó chích cái quỳ thí. Chưa, tức là ở đây người ta nói cho trình bày cho mình biết cái lộ tâm mà khi mà một người mà chuẩn bị nhập vào niết bàn ha, tức là chuẩn bị viên tịch và chấm dứt cái đời sống không còn tái sanh luân hồi nữa, đó là kêu là lộ nhập niết bàn của bậc thánh. Còn phàm phu của mình thì mình nhập lên bàn thờ. Mình nhập niết bàn của mình nhập lên bàn thờ ngồi đó chơi. Rồi, xuống dòng, lấy cái chữ Bari xuống. Bari, hai chấm, là viên mãn, trọn vẹn.
viên mãn trọn vẹn. À đúng rồi, bỏ thêm nhảy chữ là bỏ đi nếp bà đó, viên mãn trọn vẹn rồi, rồi giữ bari nếp bà đó, bari là viên mãn trọn vẹn ha, rồi nếp bà đó, nếp bà đó. Nít ba nó hay giống là chữ ni, từ chữ ni cộng chữ va ná, từ chữ ni cộng chữ va ná. À, ni cộng chữ va chứ phải ba, ni cộng chữ va ná, chữ va đó. Ni cộng và đó, và có dấu quyền. Rồi, xuống dòng chữ ni. Không. Ni là không. Ni ná là nô, tiếng Mỹ là nô là không. Ni. Rồi chữ và ná. Ham muốn hay sự kết dệt. Ám chỉ cho ái võng. Ham muốn hay sự kết dệt, ám chỉ cho ổng, tức là lưới ai á. Ham muốn hay sự kết, ám chỉ cho ái vọng. Được chưa? Từ này mình học thêm chút xíu mấy cái từ này không? Rồi bây giờ chữ ni cộng va ná lại thì nó có chữ y gặp chữ vi, y gặp chữ v đó, để ghi là y gặp v thì nó biến thành bb, y gặp v biến thành bb. Alo, có nghe không? Alo. Y gặp V biến thành hai chữ B. Kiểu ghi đi, chữ Y gặp chữ V đó, Y với ní và ná đó, chữ Y cuối là chữ V đầu. Thì chữ Y gặp chữ V đó thì nó biến thành BB. Alo, quý vị có nghe không? Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hôm nay rung vị gì? Nghe rồi, ok. Rồi, Triều nghe không? Nghe mà, Dông Nguyễn nghe không? Nguyên Như có nghe không? Alo, ủa sao Triều nó không nghe, nó không viết gì lên được. Y cộng V, ai viết ra đi? Y gặp chữ V, Y gặp V, biến thành hai chữ B, biến thành BB. Ai phụ nó viết nó đi, Triều chắc bị gì rồi đó, đó. Y gặp chữ V à, đó là bằng BB rồi. Rồi nên cái chữ mà ní va ná thì thành níp bà ná, ní va ná bằng níp bà ná, ní va ná thành níp bà ná. Ni và ná, ni và cái gì vậy, chữ gì vậy, ni và ná thành níp bà ná, thì chữ y nó gặp chữ v, hai cái chữ đó nó gặp nhau thì ta đổi cái theo cái căn ngữ, người ta đổi biến thành hai chữ b,
À, thành ra bb, thành ra chỉ ni ba ná, ni ba ná thì nó thành nít ba ná, à, vậy đó. Đó, này nó ra cái vậy đó ha. Rồi có nghĩa là không vướng, không còn bị vướng vào vọng ái, không còn liên hệ với ái dục, à, là cái chuyện nít ba ná đó là vậy đó, là không còn bị vướng vào vọng ái, không còn liên hệ với ái dục. Rồi ý nghĩa chữ nít ba ná là không còn bị rơi vào trong cái lưới của ái dục, còn có liên hệ đến ái dục. Rồi đúng rồi ha, đó là cái ý nghĩa của cái chữ nibbana, nó từ cái chữ ní cộng va ná, từ chữ ní va ná, rồi nó chữ cuối của ní và chữ va ná, hai y v gặp nhau thì người ta từ cái ngôn ngữ mà ngôn ngữ thì nó biến thành bb, cho mình biết cái căn gốc này ha. Rồi xuống dòng mình đánh cái bông bự đầu dòng ha. Vị thánh tứ quả không bao giờ tịch diệt trong lộ ngũ môn. Vị thánh tứ quả không bao giờ tịch diệt trong lộ ngũ môn. Rồi chưa chắc bị gì nữa rồi. Vị thánh tứ quả không bao giờ tịch diệt trong lộ ngũ môn, tức là ở đây người ta muốn nhấn mạnh cho mình biết là bậc thánh a la hán mà khi mà tử, tức là ngày tịch diệt, ngày viên tịch thì không bao giờ là viên tịch ở cái lộ ngũ môn, tức là cái lộ tâm mà có sắc thinh cái vị xúc, lộ tâm bắt cảnh ngũ á, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, không có bị tịch diệt trong lộ ngũ môn như những người khác. Bậc thánh tứ quả là nhập lộ với môn hết hoàn toàn ha. Thì như vậy là chúng ta biết là với cái bậc thánh a la hán không bao giờ tịch diệt, không bao giờ nhập niết bàn trong lộ ngũ môn. Rồi chưa, quý vị ghi xong chưa? Alo. Chạy ra vô hết người này tới người khác. Và ha, có hai loại nhập niết bàn. Có hai lộ nhập niết bàn, tức là cho mình biết có hai loại lộ tâm nhập vào niết bàn. Xuống dòng a lớn, tâm lộ niết bàn thông thường, tâm lộ niết bàn thông thường. Tâm lộ niết bàn thông thường, tức là muốn nói lên cái diễn tiến của cái dòng tâm thức khi mà nhập niết bàn ở một cái trạng thái thông thường, có nghĩa là không có nhập thiền, không có nhập thông, không có đắc đạo độc mạng, mà là nhập bàn thông thường, là tâm lộ niết bàn thông thường. A lớn đâu mất tiêu ở trên rồi, nay ghi chậm rì chậm rác cái này. Thấy mấy bạn nó giỏi hết rồi. Nhập tới mấy bạn giỏi ha. Cái gì còn nghe không? Alo. Nghe hả? À, ok. Rồi. À, cô Dung hay là ai đó ghi giùm đó. Tâm lộ niết bàn thông thường, tức là bắt đầu mình học cái mục đầu tiên a lớn, tâm lộ niết bàn thông thường. Xuống dòng có 4 2 chấm. Một, chót na cảnh hậu kiếp niết bàn. Chót na cảnh hậu kiếp niết bàn. Hai, chót na cảnh và niết bàn.
ba chót hộ kiếp và niết bàn. Chót hộ kiếp, niết bàn. Bốn chót động lực, niết bàn. Chót động lực, niết bàn. Thì như vậy cho mình biết là có bốn cái phương cách diễn tiến của cái lộ tâm mà nhập niết bàn thông thường. Và thứ nhất là chót có na cảnh vô, rồi có cái mót vô, rồi cái hộ kiếp là niết bàn. Rồi cái chót có mót nhưng mà không có hộ kiếp, niết bàn luôn. Chót hộ kiếp, niết bàn. Chót động lực, niết bàn. Đó là vấn đề cho chúng ta biết là có bốn cái phương cách diễn tiến của một cái dòng tâm thức, cái tâm của một người mà sắp nhập vào niết bàn để chấm dứt cái đời sống sanh tử luân hồi. Rồi như vậy chúng ta có được bốn cách vậy ha. Rồi xong học cái này là đắc niết bàn hết rồi đó, đủ rồi đó, đâu cần nghe gì nữa, khỏi ghi chép mệt. Ở đây giảng tuồng niết bàn là giảng tuồng luôn. Như nghe không? Châu Nguyễn có nghe không? Alo. Long Triều nghe lại hả? Long Triều nghe rõ ha? Ok, rồi bây giờ mình xuống dòng mình học số 1. Bây giờ mình học số 1, chót na cảnh sen hộ kiếp. Quanh cho rõ ha, ok. Chót na cảnh sen hộ kiếp. Và chót nó có cái na cảnh sen cái rồi mới tới hộ kiếp. Rồi có một cái na cảnh đây quanh Nguyễn hiểu cái na cảnh giống như là mót vậy. À, giống như mình hưởng mót cho, ví dụ mình ăn món đồ rồi đó không? Ăn ngon quá cái mình chép miệng hai cái. À đi ta kêu là na cảnh. Hay là ăn là chót mót, mót đó. Là ăn hết xong mình còn thèm chấp chấp miệng hai cái. Mới vô để ý mấy cái từ này chứ cũng hơi lạ chứ. Bây giờ mình biết là chót năng cảnh là chót có cái mót. Rồi mới sen hộ kiếp là sen là cái tâm mà hộ trì kiếp sống, cái tâm mà sống để gìn giữ cái đời sống mình á. Bây giờ mình ngủ sai xưa đó thì lúc đó là cái tâm hộ kiếp nó sanh lên để nó gìn giữ đời sống. Vì vậy đó là hộ kiếp. À, Hoàng Nguyễn mới vô để ý mấy cái này để mình hiểu được chút xíu mình sẽ thấy nó hay. À, thì giờ cái lộ tâm nhập niết bàn còn có cái mót là cảnh nó mót xen vô rồi hộ kiếp lại rồi mới niết bàn. Được chưa? Thì xong chưa? Chốt là cảnh xen hộ kiếp xuống dòng. Hộ kiếp rung động. Chữ R một cái chữ R. Hộ kiếp rung động. Hộ kiếp dứt dòng, chữ D. Kháng y môn. Năm động lực. Cũng là năm động lực nha quý vị. Năm động lực. Hai na cảnh. Hộ kiếp. Tử hộ kiếp tử niết bàn rồi, tức là cái lộ trong diễn tiến của cái tiến trình chót có na cảnh và hộ kiếp rồi tử rồi là tử là niết bàn luôn á. À, tức là nó cũng diễn tiến bình thường, à, cũng kháng nghi môn rồi nóng lực rồi hai na cảnh nó sang vô, à, rồi hộ kiếp rồi tử rồi xong niết bàn luôn. Còn mình thì tử mình tục sinh trở lại. À, cái lộ trình mà mình thấy có hai na cảnh với hộ kiếp sang vô thấy không, sao có động lực đó. Bây giờ cái tâm cho anh biết có mấy đây, tử là niết bàn đó thì tử là xong luôn đó. Sát na tâm tử sanh lên chứ, phải có sát na tâm tử sanh lên chứ. Chắc là tử tâm á, sanh lên là chấm dứt luôn thì ta kêu tử xong niết bàn á. Tám cái, đúng rồi, cái tâm có tám. Là cái ý môn, năm động lực cộng hai na cảnh.
Kháng môn là năm động lực cộng hai na cảnh, thì như vậy cái tâm mình có được 8 cái. Tâm 8. Chặn. Chặn có mấy đây? Chặn có mấy đây? Chặn có 3. Đúng rồi, xa thú. Cái ý môn, động lực, na cảnh có 3, chặn mình có 3 ha. Rồi, thứ tâm. Thứ tâm. Có 21. Ghi luôn ha, lãng thôi, đọc ha. Thứ tâm 21. Trong Nguyễn có nghe không vậy? Thứ tâm 21. Không nghe được hả? Đem máy giống nước thôi chứ. Không nghe được sao trả lời hay gì ta? Hỏi không nghe được rồi trả lời hay được. Rồi từ từ tính. Giờ thứ tâm là có 21. Là gì? Là kháng ý môn là 1. Tám tâm di tác dục giới là 2, cộng ưng cúng vi tiếu là 3, cộng na cảnh 11 na cảnh. Kháng nghi môn 8, di tác dục giới, ưng cúng vi tiếu 11 na cảnh. Rồi đủ ha, đếm lo này, 1, 9, 10, 21 đúng không? Thứ tâm cho mình biết là có 21. Vì như vậy lộ tâm này thuộc về lộ tâm ý môn nhập niết bàn, không có ngũ môn ha. Lộ tâm ý môn là kháng ý môn sanh lên. Đúng chưa? Đúng không? Đúng không? Rồi. Tới 8 tâm di tác dục giới. Tại sao là 8 tâm di tác mà không phải là 8 tâm thiện quý vị? Tại sao là tám tâm di tác dục giới? A la hán, đúng rồi, chính xác, chính xác. Như vậy là tám tâm di tác dục giới là A la hán. Rồi, tại sao không là những tâm di tác sắc giới, vô sắc giới quý vị? Tại sao không là di tác vô sắc giới? Thiện hữu có na cảnh, chính xác, quá tuyệt vời. Quá hay vậy bà, nhớ bà chính xác luôn. Cho 10 điểm thì hữu luôn. Lữ không ra ai trả lời được. Rồi. Được chưa? Rồi tới gì? Ưng cúng vi tiếu. Cái này mới là lạ. Là bây giờ thấy không? Nhập niết bàn bằng tâm ưng cúng vi tiếu. Này. Thôi, thấy chỗ này cũng là cái mà mình cũng cần phải lên suy nghĩ chút xíu. Tức là lúc đó cái cảnh động lực cuối cùng của tâm một quyền là hán nha. Là ưng cúng vi tiếu, có ưng cúng vi tiếu không đó, là bắt cảnh gì nếp bàn mà không biết lý do cảnh như thế nào mà có ưng cúng vi tiếu cho này, nên mình cũng chỉ biết ghi nhận như thế, cũng khó hiểu như này của một vị A La Hán. Rồi tới 11 na cảnh, tại sao là 11 na cảnh, là những tâm nào đây? Alo. Ba quan sát tám quả dục giới xa thú, xa thú chính xác ha, giới bàn xa thú lắm, rất là hoàn hỷ ha. Rất có sự mà ghi nhớ rất tốt đẹp xa thú. Rồi như vậy thứ tâm cho chúng ta biết là mình có 21 loại tâm nhập niết bàn, là kháng y môn, tám di tác dục giới, đừng cũng bị tiếu và 11 ma cảnh. Rồi người có mấy người đây? 2 chấm. Người có mấy người? Kim Dung 1. Ai nữa? 1. Rồi, xa thú chính xác không?
Như vậy người chỉ có một thôi á, là người tứ quả, tức là người hai bậc A La Hán mới nhập Niết Bàn được thôi. Còn người như là phàm phồn, phàm tâm, nhân nhị nhân tờ hết ha, cà phê thì không nghe nữa. Người có một là tứ quả rồi, cõi cõi có mấy cõi đây ha, lô cõi có mấy cõi đây, cõi khổ có không, cõi khổ có không, không cõi khổ không, rồi bảy cõi vui dục giới có không, bảy cõi vui dục giới có không, có là thủ rồi, cõi sắc giới có không, cõi sắc giới có không, đông triều không lúng rồi, na cảnh lên không có sắc giới, xà thủ rồi, vô sắc giới có không, không luôn. Ok, quá giỏi ha, vậy là 10 điểm, ai cũng được 10 điểm hết đó ha. Nhưng mà cõi cho chúng ta biết là chỉ có ở bảy cõi vô dục giới mới có lộ tâm nhập niết bàn, có na cảnh, đúng không? Thì như vậy có na cảnh tức là cảnh hiện bài rất là rõ trong cái lộ cuối cùng của một vị A La Hán nhập niết bàn. Thì như vậy chúng ta có được là bảy cõi vô dục giới. Rồi, bây giờ nắm được chưa? Alo, nắm được hết không? Cốc Phi Thuyền lại không nghe nữa rồi. Cô Châu Nguyễn đâu mất tiêu rồi, có nghe không? Đồng Triều có nghe không? Có rồi không? Hiểu ha? Xà thử quá, quanh hiểu là hết sảy luôn. Tức là mới vô hiểu được bài này là quá là xa thứ ha, hay quá. Rồi tức là một vị A La Hán mà nhập niết bàn cho mình biết là ở đối với cái cảnh mà rất là rõ ràng, hiện bài rất là rõ ràng, thì có được ở bảy cõi vô dục giới, bởi vì nó có na cảnh, nó có cái ăn mót đó, ở cõi vô dục giới mới có mót ha, mới có những cái lộ tâm có mót. Còn cõi mà thiền thì không có, còn sắc giới vô giới không có. Rồi ha, rồi mình đi tiếp được chưa? Số 2, chót na cảnh, không sen hộ kiếp, rồi niết bàn. Chót na cảnh, không sen hộ kiếp, rồi niết bàn. Cũng như trên, mở ngoặc như trên ha, mở ngoặc như trên. Chót na cảnh, không sen hộ kiếp, rồi niết bàn. Trên, nhưng mà nó không có hộ kiếp thôi. Nó không có hộ kiếp thôi, khóc lóc cái gì nữa đây, lấy cái máy ra dục mua cái máy mới cho rồi. Chót na cảnh không sen hộ kiếp rồi niết bàn thì cũng giống như trên ha, rồi mình khỏi ngành học và tiếp. Số 3, chót động lực sen hộ kiếp, chót động lực sen hộ kiếp. Chót động lực sen hộ kiếp. Rồi, ghi thử cái lộ trình tâm ra cái chiều. Chót động lực sen hộ kiếp thì nó sẽ đi như thế nào đây? Ghi ra đây, quý vị ghi ra coi. Đúng động, dứt dòng, cắn ý môn, năm động lực. Hồ kiếp. Gì nữa? Tử niết bàn,
Rồi, ok. Rồi, quý vị ghi lại nha. Không có na cảnh. Chót động lực, sen hậu kiếp. Là có hậu kiếp thôi chứ không có na cảnh. Rồi, ghi lại đi, ghi lại cho rõ ràng ha. Rồi, về cái tâm. Thì mình có bao nhiêu tâm đây? Bao nhiêu cái đây? Cái tâm này, bao nhiêu cái tâm đây? Có 6, đúng rồi, xà thử cái tâm có 6, kháng nghi môn cộng 5 động lực. 6 cái tâm, kháng nghi môn cộng 5 động lực và 6 cái tâm. Hộ kiếp không tính à, hộ kiếp là về tâm chủ không tính. Kháng nghi môn 5 động lực. Rồi chặn, chặn có mấy? Chẳng có hai xà thú hai cái môn động lực rồi thứ tâm có 10 nó cho mình biết là thứ tâm có 10 cái nghi môn cộng 9 di tác dục giới thứ tâm có 10 cái nghi môn cộng 9 di tác dục giới. Rồi, tức là thứ tâm cho mình biết là có kháng nghi môn đương nhiên ha, chính vì tác dụng giới, bởi vì đây là cảnh này không có cái lộ tâm này không phải lộ tâm thiền ha, thành ra là chính vì tác dụng giới chỗ này không có trên sắc giới. Rồi người có mấy đây? Người có một xa đó người có một người một tứ quả chính xác cõi cõi bốn cõi khổ có không không ok xa đó bảy cõi vô dục giới có không bảy cõi vô dục giới có không có luôn rồi những cõi sắc giới có không 16 cõi sắc giới có không nói chung là có mình ghi luôn đó, cho lẹ 26 cõi vui hữu tâm có luôn 26 cõi vui hữu tâm đúng rồi 26 cõi vui hữu tâm bởi vì này nó không có nai cảnh á thì những cái vị trên những cái cõi kia ta vẫn có nhập tiếp bạn thường à, thì như vậy 26 cõi vô tâm trừ 4 cõi khổ với cõi vô tưởng nữa là nó 51 rồi rồi sao ha đó là cái phần chót à, cái gì đây nói cái gì quá rồi chót động lực sang hậu kiếp rồi tới giờ số 4 chót động lực rồi niết bàn số 4 chót động lực niết bàn cũng giống như trên giống y hệt vậy ha chót động lực rồi niết bàn thì cũng vậy thôi nhưng mà mình bỏ cái hậu kiếp ra ha động lực rồi niết bàn bỏ hậu kiếp ra được chưa quý vị nghe chưa chót động lực và bỏ kiếm ra rồi như vậy là hôm nay mình đã học xong bốn cái cách về nhập niết bàn thông thường ha, những cái cách mà để cho chúng ta biết là một vị nhập niết bàn như thế nào chót na cảnh hộ kiếp niết bàn chót na cảnh niết bàn chót hộ kiếp và niết bàn chót động lực niết bàn tức là lộ tâm niết bàn ở một cái trạng thái bình thường một trạng thái thông thường của một vị a la hán đó là chúng ta học tới đây vừa phải lẽ rồi mai room bị lộn xộn quá ha, bị người vô người ra kẹt nhiều quá. À, mình học ở đây thôi ha, quý vị ok ha. Lần sau mình học tới lộ niết bàn đặc biệt. Lần sau học lộ niết bàn đặc biệt.
lộ niết bàn đặc biệt. Mình sao bắt đầu nó khó hơn, đi vô chi tiết khó hơn chút ha. Rồi ở đây thôi mình học ở đây vừa phải lẽ rồi, rồi cũng do phước báo mà hôm nay mình đã học được cái lộ nhập niết bàn. Hy vọng quý vị ai cũng nhập được niết bàn một cách tốt đẹp viên mãn ha, thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp, sống lâu, sắc đẹp, sức mạnh, trí tuệ, sống lâu, gì qua này, sức lâu, sắc đẹp. Chuyện nói tới đây nghĩ quên mất tiêu luôn. Đầu óc lúc sau này là sao? Bao tôi sắp ba măng gà lăng ra khăn tôi sắp ba đê và ta sắp ba bụt ta nụ ba quê nà sà ra sọt thi ba quanh tù tê. Bao tôi sắp ba măng gà lăng ra khăn tôi sắp ba đê và ta sắp ba tâm ma nụ ba quê nà sà ra sọt thi ba quanh tù tê. Bao tôi sắp ba măng gà lăng ra khăn tôi sắp ba đê và ta sắp ba sẵn kha nụ ba quê nà sà ra sọt thi ba quanh tù tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Nam mô Tam Bảo Nam mô Sanh Khaya. Gì đây? Nghỉ sớm. Ai biết đâu? Muốn nghỉ nghỉ không? Học học cái gì thông báo trước nha. Ai muốn nếu muốn học thì vẫn học bình thường, còn muốn nghỉ ăn muốn ăn chơi thì nghỉ, không có gì quan trọng. Có gì báo nha. Ai cái gì có muốn học tiếp thì báo, còn không muốn học cũng phải báo. Báo cho biết. Mà Tết khi nào quên rồi, còn tháng nữa mà. Còn có tháng nữa mà. Rồi, nghỉ là ok liền, ai nghe nói nghỉ là ok. Nghỉ học là ok hết. Chơi là ok. 12 tháng 2 hả? 12 tháng 2 là mùng 1 Tết. Còn nay mấy rồi? Còn chưa tới tháng nữa ha. Nay là 17 rồi. Chưa đại tháng nữa là Tết tới rồi. Bên Việt Nam vui quá, ăn Tết vui vẻ quá, bên Mỹ này thôi bị đóng tuần rồi không nè. Muốn về Việt Nam ăn Tết không ai cho. Rồi. Rồi, mời MC Đông Triều rung Bến Tre lên chúc phúc nha, ấy lên hồi hướng nha. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề quan ta sanh ti vi hà ra hòa chi ni thu về kha rề hồ thi kha rề ta hề ta hề ta thấm má đà nghe na ra hòa tu phù chi ta xuất tình ca đoàn tề tháp vi hà ra màn đa lệ tề đà cha mắt cha Navaka Jambikavo Saramika Dhanapati Upasaka Gama Jadesa Nigama Jadisara Sapanaputa Subhita Vantute Chala Puja Yebija Arantasam Pava Sanse Dasha Papa Tika Niya Nika Hamma Vara Papi Chate Sabari Vipasa Aron Tus Sankayang Tatu Chirang Satang Hamo Hamma Thara Chapukara Sanko Ho Tu Samako Vara Athaya Chah Hidaya Chah Tam hề rắc khá tú sát tham mô sát đề bi tham má chà vi lô quốc tình sát bà phú nề già má tham mà rí dân báo quê rí tề. Dần kinh chi cú sá lá cầm bằng ca tắp bằng khí dần má má
Kayena Vaja Manasa Tidase Suyatam Katam Ye Satta Sangino Ati Ye Ja Satta Sangino Katam Punya Phalam Mày ngàn sắp đề thà kỳ phá hoàn tu tề về tặng ca tặng suy đi tặng bình nàng quần nhà phá lặng mai già về cha tâm tha ná già nàng tí đề hòa gắn tòa đi về đây dùng sắp đề lộ cảm đi về sắp tà chi hoàn tà hà ra hề tu cà má nùn nhận phù cha nàng sắp bề la phàn tu ma ma chề ta xà tí khi đàn quá tâm mẹ đà nàng à sắp khá già quá nàng hồ tú à na gà đất tề khi đàn nồ nhà khi đàn hồ tú sư khi ta hồ tử nhà ta yô khi đàn nồ nhà khi đàn hồ tú sư khi ta hồ tử nhà ta yô khi đàn nồ nhà Tì đàng hồ tu sư đi ta hồn tu nhà ta lâu. Sa thú, sa thú, sa thú.